Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tuổi đã cao, sức đã mỏi, nhưng hàng ngày ông Vi Văn Tân vẫn phải lên rừng đi trồng keo, trồng sắn thuê cho người làng để kiếm bỏ gạo lo cho gia đình. Những ngày không có người thuê, gia đình ông phải sống nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ của địa phương. Đi gần cuối cuộc đời, nhưng cái nghèo vẫn luôn đeo bám gia đình ông. Gia đình ông Vi Văn Tân có 5 khẩu, nhưng đang sống trong căn nhà tranh chật chội, xuống cấp nghiêm trọng. Nhà được làm bằng những tấm phên vách nứa tạm bợ, hiện đã đứt gãy hoài mục, lộ ra những khoảng trống. Các tấm bờ rô xi măng tận dụng của các công trình nhà dân bỏ đi để che chắn xung quanh ngôi nhà ông Tân cũng đã nứt ra. Nắng nóng thì oi bức, trời mưa thì nước vả ướt rột tứ bề, khiến sinh hoạt của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Mưa bão thì nó mưa thì phả, mà hai nữa là tấm bờ rô nó lâu quá rồi thì nó cũng bị nứt, bị tách rồi nó cũng hở cũng rột. Mỗi lần rột thì gia đình cũng lại rột lại lấy các cái tấm áo mưa che chở rồi cho nó khỏi rột thôi. Do vất vả làm lũ, lao động quá sức, hiện nay vợ ông Tân đang phải điều trị tại bệnh viện. Còn ông Tân hàng ngày xin đi làm thuê cho người dân trong làng, xung quanh xóm. Nhưng do sức khỏe yếu nên sức lao động của ông chỉ có hạn, thu nhập không ổn định. Người con trai ông Tân đi làm thuê cho người làng trong Nam, nhưng công việc khó khăn, không có thu nhập gửi về. Còn giờ ông Tân vốn không nhanh nhẹn, hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con cái và lo nội trợ. Cuộc sống của gia đình ông bấp bênh, bữa no, bữa đói. Nhà nông thì coi như cũng làm ruộng thì phụ thuộc vào nước nôi. Có năm thì có nước, mà có năm cũng không thì... Hai nữa là coi như về nghề nghiệp thu hoạch thu nhập thì coi như nó không ổn định. Thì cũng chủ yếu là đi thuê đi mướn, thuê làm keo hoặc là phụ nữ trẻ em, phụ nữ thì cũng đi hái măng. Gia đình ông Tân thuộc diện hộ nghèo khó khăn nhất của xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân. Hàng năm, ngoài việc giải quyết chế độ chính sách cho hộ nghèo, cấp ủy chính quyền cùng các tổ chức xã hội của xã Thanh Xuân thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình, nhất là vào những lúc giáp hạt. Tuy nhiên, xã Thanh Xuân là xã khó khăn nên sự hỗ trợ còn hạn chế. Đối với gia đình ông Tân, Vi Hồng Tân, thuộc thôn Đồng Phúc, xã Thanh Xuân, thì thuộc diện là diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Nhà năm khẩu, tuy nhiên thì nhà gia đình thì chưa có điều kiện để thực hiện làm nhà, cũng như phát triển kinh tế tốt hơn như các hộ khác. Thì bên cạnh đó thì đối với xã cũng đã quan tâm. Tuy nhiên, thì trong lúc quan tâm thì nó cũng không được đầy đủ bởi lý do là gia đình không có vốn đối ứng để thực hiện làm nhà. Anh ông Tân là cái đông khẩu, đây là hoàn cảnh khó khăn, gia đình là không có nhà ở. Bây giờ cũng mong muốn là các cấp trên ủng hộ cho nhà ông Tân có một cái căn nhà để hộ gia đình ở. Bên căn nhà tranh sập sệ rột nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hàng ngày, gia đình ông Vi Văn Tân cùng con cháu đang gặp phải nhiều khó khăn cơ cực. Để ông Tân đỡ phần cực nhọc của cuộc sống khi tuổi đã xế chiều, cháu nhỏ tiếp tục được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ ông Vi Văn Tân số điện thoại 0985 414 389, thôn Đồng Phống, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977270200, hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500-201-026-060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.